xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị đang theo dõi video của bên em. Và showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Xe đẹp auto. Quý vị anh chị mà cân đối cụ thể về em Mazda 6 vừa mới cập bến tại showroom thì hãy alo trực tiếp cho em nhé. Và phải nói là nếu quý vị anh chị có cần mua bán đổi cáp hay là nâng đời xe thì alo trực tiếp cho em để em có thể mua với giá rất là cao và đi kèm hoa hồng giới thiệu cho các bác nha. Đây là một em Mazda 6. Nói chung là về Mazda 6 thì mọi người cũng thấy là form dáng từ 2016 cho đến nay thì nó vẫn giữ một cái nét form dáng và không bị thay đổi thiết kế quá nhiều. Thành ra là khách hàng mà lựa chọn Mazda sẽ rất là giữ dáng đúng mọi người. Đấy, em này thì đã cũng được sơn màu vành mâm rất là cá tính rồi. Chiếc xe cũng mua về là em cũng đã cho đánh bóng rồi mọi người nha. Nói chung chất lượng chiếc xe đây mọi người có thể nhìn thấy là nước sơn rất là đẹp rồi. Chúng ta sẽ đi vòng một xung quanh chiếc xe nhé. Em này thì vừa mới được đăng kiểm đến tháng 1/2025 mọi người nhá, biển số Hà Nội này. Đấy. Thế là bác nào mà mua em này thì tiện lợi cực kỳ luôn, đăng kiểm mới đét. Mazda 6 thì chiều dài nó cũng rất là dài rộng rồi mọi người nhá, rất là dài rộng rồi. Nên chỉ cần mọi người quan tâm về em xe này thì màu trắng thì đúng là chuẩn bài luôn mọi người nhá. Đằng sau cũng đang có 4 cảm biến này. Để xem là lốp dự phòng trên xe là còn không mọi người nha. Đây, lốp dự phòng vẫn còn mọi người nhá. Lốp dự phòng còn khá là mới luôn đấy mọi người nhá. Còn khá là mới đấy. Bây giờ thì em sẽ mời mọi người di chuyển đến khu vực tấm khoang nội thất của xe nhá. Tấm khoang nội thất của xe để xem là chiếc xe sẽ còn bộ ghế da còn ở mức độ như nào mọi người nha. Đó, thì bác nào quan tâm thì cứ xem hay là cần muốn chụp ảnh kỹ hơn ở khu vực nào thì alo cho em Ngọc để em Ngọc sẽ quay cận cảnh hơn cho các bác. Đây. Mọi người nhìn cụ thể cho em này, ghế da các đường nét đây, rất là rõ đây mọi người nhé. Có cả ốp chống xước này nên là bệ bước chân mọi cái là mình sẽ di chuyển không sợ là bước của các bác phụ nữ vào xe nhé, không sợ sức xe đâu nha. Đấy, tâm lý chung mà mới mua xe bao giờ cũng rất là giữ xe đúng không ạ. Em này thì cũng độ sẵn rồi nên là cũng rất là tiện. Mọi người nhìn cho em tổng quan đây, nút bấm mọi cái này còn rất là sáng nhá. Em Mazda 2016 mọi người nhá. Đi tròn 10 vạn mọi người nhá, đi tròn 10 vạn. Đây, vô lăng, đoạn đường nét vô lăng. Nét luôn cho mọi người. Màn hình đã được tân trang của em, màn hình Cova rồi mọi người nha. Màn hình Cova này, cửa sổ trời thì chắc chắn là có rồi mọi người nhá, 2016. Tuy nhiên là chúng ta có thời điểm phiên bản này thì nó vẫn là thanh tay cơ thôi. Chế mỗi cái thanh tay cơ rồi mọi người ạ. Nhưng mà nói chung là với tầm tiền bây giờ các bác sở hữu Mazda 6 như này thì rất là ok mọi người nhá. Nhờ ghế hai vị trí này, ghế da thì cũng ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên là cũng có dấu hiệu thời gian rồi đây, nhất là cái bè ghế bên này mọi người ạ. Nhất là cái bè ghế bên này. Nhưng mà thôi thì cũng được cái nọ thì nó sẽ bù cái kia mọi người nhá. Máy móc động cơ thì sẽ luôn luôn cam kết bằng văn bản cho mọi người nhá. Bây giờ em sẽ quay mở máy móc cho bác xem này. Các bác quan tâm cụ thể thì alo trực tiếp cho em thì sẽ rõ nhất. Đây, mọi người nhìn vào tổng quan này, ốc vít đây nhá. Em quay một tay là nó không được nét, bấm nó hơi bị nhờ. Tay này lại đang cầm nắp capo nữa. Máy móc thì bên em có cam kết bằng văn bản cho mọi người nhé, không có đâm va tai nạn, không ngập nước mọi người nha. Nên là các bác cứ đi check thoải mái, check ở đâu bất cứ nơi chỗ nào các bác quan tâm tin tưởng thì các bác cứ đi check xe, bên em sẽ có cam kết bằng văn bản cho mọi người. Và bây giờ chi tiết hơn một chút đường nét cho mọi người đây. Và đó là một em
Mazda 6 2016 đi 10 vạn đang có mức giá tại showroom là hơn 400. Bác nào quan tâm yêu thương em nó thì alo trực tiếp cho em để chốt giá nhé. Xin chào là mọi người nha.